Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Trip Bà Hàng Nội Địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Hôm nay ngày thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022, và Nhật vừa mới về thêm một lô những dòng sản phẩm âm ly karaoke để phục vụ cho anh em chơi Noel và chơi Tết. Đây là những dòng sản phẩm âm ly karaoke đến từ thương hiệu nội địa của Hàn Quốc cho anh em. Thích âm và độ vang nhại khi mà hát karaoke của Hàn Quốc thì nó phải nói là rất là phù hợp với thị yếu người Việt Nam và được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Và đặc biệt là những dòng sản phẩm này phải nói là ở một phân khúc giá cực kỳ rẻ và dễ dàng tiếp cận đối với tất cả các anh em. Và Nhật sẽ để lại cho anh em cả bốn sản phẩm này là đồng giá anh em 3.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ thì Nhật sẽ giới thiệu chi tiết qua về cả bốn mẫu sản phẩm này cho tất cả các anh em. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm để phía dưới cùng trước nha anh em. Đây là âm ly karaoke đến từ thương hiệu Boston Audio. Đây cũng là một trong những thương hiệu mà khá là nổi tiếng tại Hàn Quốc cho anh em. Dòng này nó sẽ có thiết kế là màu vàng xung quanh và cấu hình của này cũng rất là tốt cho anh em. Và đặc biệt là những cái dòng sản phẩm âm ly karaoke của Hàn Quốc thì nó sẽ có chung một cấu hình ở bên trong và chạy tổng cộng là 4 con sò MOSFET anh em. Đây phía trên là âm ly karaoke đến từ thương hiệu của Provoy, tên model là SA602A. Nhắc đến thương hiệu Provoy cũng là thương hiệu phải nói là rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc anh em. Những mẫu dòng sản phẩm này phải nói là cho chất âm phải nói rất là hay. Và con này đặc biệt anh em sẽ thấy phông chữ nó in hoàn toàn bằng tiếng Hàn Quốc cho anh em. Và cũng cực kỳ dễ dàng điều chỉnh thôi. Mình sẽ có video mà giới thiệu chi tiết với anh em. Dòng này thì nó cũng trang bị ta 4 con sò MOSFET nha anh em. Còn phía trên là âm ly đến từ thương hiệu Stanford, tên model là FA200M. Con này cũng là của thương hiệu Hàn Quốc nha anh em. Và đặc biệt thì cái này nó sẽ có màu bạc anh em à. Anh em nào mà thích chơi màu bạc thì nhìn vô phải nó rất là bắt mắt nha anh em. Đây, thiết kế những mẫu dòng hàng Hàn Quốc anh em thấy là nó có rất là nhiều nút chức năng nha anh em. Và đã phân ra là từng chỗ để mà cho anh em thể mà dễ dàng để điều chỉnh. Con này nó cũng trang bị ra tổng cộng là 4 sò MOSFET nha anh em. Phía trên là âm ly karaoke đến từ Line PA8000. Những mẫu của tai phải nói là thương hiệu nó rất là nổi tiếng như Trung Hàn với những thương hiệu ví dụ như là Jaguar, Boston nên em mà và Musk. Đây thiết kế nó cũng rất là đẹp nha anh em, rất là nhiều màu sắc và rất là dễ dàng để điều chỉnh. Dòng này anh em sẽ thấy là nó sẽ in hoàn toàn bằng phông chữ của Hàn Quốc cho nên dòng này dòng nội địa thuần chủng nha anh em. Đây hàng bờ rất là đẹp xuất sắc nha anh em. Giá hiện để lại cho anh em chỉ với 3.500.000 đồng thôi. Tất cả dòng này thì nó đều trang bị thôi 4 con sò MOSFET thôi nha. Đây, mình đang cùng xem qua bề mặt sau, công số cấu hình, công suất của dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với tem của ông Lee, của IPE nha anh em, PA8000. Con này thì nó sẽ xài dòng điện là 220V và công suất của nó là 400W nha anh em. Đây, điện 220V. Con này nó đầy đủ là cầu chữ U anh em, đó anh em để mà ghép thân ghép thiết bị ngoại vi. Đây cũng là một trong những dòng mà phải nói là đỉnh cao của Hàn Quốc thôi anh em ạ. Còn bên dưới là âm ly đến từ thương hiệu là Stanford. Đây tem trong sản phẩm này, con này nó sẽ có công suất rất là khủng trong số những dòng mà hôm nay Nhật mang đến cho anh em, 650W, xài điện là 220V. Đối với những dòng của Hàn Quốc anh em mua về anh em thì sẽ chơi luôn mà không cần phải mua thêm một cái biến áp, một cái ổn áp, mình thấy phải là rất là tiện. Dòng này đặc biệt ở chỗ nó sẽ có chúng ta cộng là 8 cặp loa luôn nha anh em. Anh em mà chơi trực tiếp và hai cặp loa cùng một lúc. Cái này là hàng mà chuẩn là Made in Korea.
Còn bên dưới là Only, đến từ thương hiệu Google Voice anh em. Cặp máy công suất là 500W, hàng là chính hãng, là made in Korea anh em. Đây, em biết đây đầy đủ là còn chữ U anh em. Đây 4.3, điện 220V. Còn cuối cùng là Only đến từ Boston Audio anh em. Hàng chính hãng là made in Korea, công suất của nó là 300W. Đây, trang bị đầy đủ cầu chữ U. Nói chung tất cả dòng sản phẩm mà hôm nay được mang đến cho anh em thì nó sẽ có một cái cấu hình, phải nói là xung sơn nhau nhưng mà sức âm thì của nó và khả năng phối ghép của nó thì nó cũng xung sơn nhau. Còn lại là tùy anh em thích vào thiết kế của dòng sản phẩm nào, bằng thương hiệu mẫu mã của hãng nào hơn nha anh em. Đến thương hiệu thì Pro Boy, với Boston là những thương hiệu mà phải nói là rất là nổi tiếng tại Hàn Quốc rồi đây mà. Đây, dòng này thì thương hiệu thì nó sẽ ít tên tuổi hơn nhưng mà công suất nó là tận 650W anh em, cũng nhất trong số những dòng mà hôm nay nhận mang đến cho anh em. Đây, xin phép được báo giá lại cho anh em thì tất cả dòng này đồng giá 3.500.000 đồng. Anh em tranh thủ sắm về chơi Tết cho anh em. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.